Mừng bạn quay trở lại bằng Lê Soccer YouTube Channel. Vâng, và trong ngày hôm nay mình sẽ review lão tướng Zlatan Ibrahimovic. Vâng, người đã được nhắc tới với rất nhiều kỷ lục ghi bàn ở các quốc gia khác nhau, và bên cạnh đó với những danh hiệu từ châu Âu, với những quốc gia như là Anh, Ý, Tây Ban Nha hoặc là bên châu Mỹ với câu lạc bộ Los Angeles Galaxy. Và Ibra đã nắm giữ được rất nhiều kỷ lục trong sự nghiệp của mình. Và đầu mùa giải năm nay thì Ibra đã chính thức ký hợp đồng 1 năm với câu lạc bộ AC Milan, nơi mà mùa giải trước anh mới chỉ thi đấu ở với dạng hợp đồng cho mượn. Và Ibra đã thể hiện được phong độ rất cao của mình khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Serie A với 10 bàn thắng, vượt qua những chân sút khét tiếng khác như là Ronaldo hoặc là Lukaku. Vâng, và bên cạnh đó thì ở ngoài Ibra còn có những phát ngôn để gây sự chú ý cho bản thân, như là việc là thắc mắc vì sao mà những năm qua thì EA đã sử dụng hình ảnh của mình, trong khi thì chắc chắn Ibra đã biết điều này khi mà anh đã từng chụp ảnh khi đạt danh hiệu Player of the Month cho bộ Manchester United. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bộ chỉ số in-game của Ibra. Thì chân thuận, và là chân phải, chân không thuận cũng đặt mức 5 vạch. Vâng, đây là một chiếc thẻ từ sự kiện Starpass, lấp lánh rất là đẹp. Và để được chiếc thẻ này thì chúng ta phải nạp khoảng 4 triệu đồng. Và chỉ có những anh em nào mà chúng ta đầu tư VDIT á thì chúng ta mới lấy Ibra thôi. Chúng ta có thể thấy là Ibra có một bộ chỉ số với tốc độ chạy khá thấp. Tuy nhiên cái chỉ số về dứt điểm thì rất là cao. Các chỉ số về tầm nhìn cũng đến với 100, chỉ số sút xoáy 96, các chỉ số rơi bóng cũng đạt tới mốc 97 và 103 ở mốc 95, thì nó cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi. Các chỉ số về sức mạnh thì lên tới 110 nhờ các skill boost là target man, và chỉ số đánh đầu cũng vậy. Tuy nhiên chỉ số bật nhảy của Ibra thì không thực sự cao. Vâng, nói chung thì chỉ số của Ibra thì với mốc OR95 thì đây cũng là một chỉ số khá tốt, chứ không phải là thật sự quá bá đạo. Tuy nhiên, Ibra lại có chiều cao lên tới 1m95 và cân nặng tới 95 cân. Điều này sẽ giúp cho anh có lợi thế rất nhiều trong những pha không chiến. Ngoài ra thì xu hướng tham gia tấn công ở mức trung bình, xu hướng phòng ngự ở mức thấp, và có các siêu ẩn như là khéo léo, sút xa và sút bằng má, chân. Vâng, và chúng ta sẽ cùng xem một số tình huống in game nhé. Đây là trong chế độ VAR tắt thì Ibra sẽ là người thực hiện những quả đá phạt cho đội bạn, và những quả đối phạt của Ibra luôn có độ hiểm hóc và độ chính xác rất cao. Đây là ví dụ nếu anh em nào mà chúng ta chưa có cầu thủ đá phạt trong chế độ VAR tắt thì Ibra là một lựa chọn không tồi. Bên cạnh đó thì khả năng qua người của Ibra cũng rất tốt, và những cú sút của Ibra thì không thể che rồi, đó là những cú sút trái phá. Nói chung Ibra là một mẫu cầu thủ rất là phù hợp trong chế độ VAR tắt, vì đây là một chế độ mà anh em không phải di chuyển nhiều. Những cú sút bằng chân không thuận của Ibra cũng rất là hiểm hóc và có độ chính xác cao. Và với bộ chỉ số của mình thì không quá khó khăn để Ibra có thể thực hiện những pha qua người đối với hậu vệ. Và đây là chế độ head to head. Thì như các bạn sẽ thấy là Ibra thì thường là một mẫu cầu thủ rất ít di chuyển, nên là thỉnh thoảng anh sẽ có những tình huống không tham gia tấn công như tình huống vừa rồi. Và điểm mạnh của Ibra trong chế độ này đó là những pha không chiến, nhờ thể hình cũng như là những chỉ số như là sức khỏe của Ibra rất là cao, nên anh có thể khả năng tranh chấp khá tốt với những hậu vệ ở đầu mùa giải. Còn tất nhiên là sau này nếu mà chúng ta có những hậu vệ mạnh được bước lên thì Ibra cũng khó lòng mà tranh chấp, khi mà các chỉ số bật nhảy của anh cũng khá là thấp, cũng như là khả năng di chuyển của anh cũng không quá linh hoạt. Vâng, Ibra chỉ thật sự lợi hại với những tình huống mà anh đã đứng sẵn trong vòng cấm của đối phương và chờ đợi một pha tạt cánh để có thể tận dụng khả năng đánh đầu của mình. Còn trong game thì có rất nhiều tình huống Ibra bị tàn hình, và anh chỉ đứng ở khu vực giữa sân mà thôi, chứ không có chủ động lên tấn công, không có chủ động về phòng ngự gì. Nên là trong chế độ này thì Ibra cũng không thực sự là quá bá đạo. Vâng, như bạn đã thấy là những highlight của Ibra chủ yếu đến từ những pha đánh đầu. Khi mà anh có thể thực hiện những pha đánh đầu ở những tư thế khó và độ hiểm hóc cao, đấy như một tình huống băng vào như bạn sẽ thấy bóng đi rất khó chịu.
Và trong chế độ này có thể gọi là event là quả đầu vàng. Chứ những cái khác như là tốc chạy, thời di chuyển của anh thì khá là tệ. Nói chung mà trong chế độ VIP tắc thì Ira khá là bá đạo và chúng ta có thể đánh giá Ira được 5 sao. Tuy nhiên trong chế độ head to head thì Ira có rất nhiều hạn chế, nên là trong chế độ này mình chỉ đánh giá Ira được 3 sao rưỡi trên 5 sao mà thôi. Vâng, và anh em nghĩ gì về Ira? Anh em có thắc mắc gì thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào các em và lại những video tiếp theo.